Just follow you? Alright. Ty, you're playing with us. You're not a pro. Nada. No, they're chapter 2-5. Good, okay. Yeah. Wait, that game, this ain't gonna work. Hello mọi người, welcome back to the channel. Hôm nay lâu rồi mình mới được ra ngoài chơi buổi tối. Nên hôm nay mình muốn dắt mọi người đi xem mình làm gì tối nay, ok? Đầu tiên mình phải lấy cái đồ nghề trước. Đây, cái đồ nghề. Buổi tối chắc là cần phải đến được chậm. Ok, follow me. Okay. Mình đã vô trong mình ngồi. Đây mình tới cái chỗ này để giải trí tối nay. Với lại đây là lò nghề của mình. Nãy mình thấy cái này lát nữa mình sẽ review trong đây có cái gì. Xong rồi cái chỗ mà mình tới đây. Mấy người đây đang ở trong liếc người ta chơi, chắc cũng gần xong rồi. Mình đang chờ họ chơi xong, xong rồi mình mới chơi trong. Rất là nhiều người hay vậy đó. Chờ người ta chơi xong rồi mình sẽ vô cái làng của mình chơi. Ok, chuẩn bị mở cái bát này. Cho nó trơn. Đây là hai cái chibo của mình. Lâu rồi không có chơi. Bảo đảm nó rất là oily. Bây giờ mà trời lạnh cho nên nó không có nhiều dầu. Cho nên cũng phải clean trước khi chơi. Ok, để mình clean trước. Để chuẩn bị. Ok, hay rít một chút. Vẫn em bé để cho nó chơi. Ok, xong rồi mình clean bar xong rồi mình chuẩn bị chơi. Okay,
Lát nữa tới mình sẽ rồi. If we both don't break, okay, friend cuối cùng. Yeah. He's trying to jinx my guy right now. I'm Vanessa. Bitch, what? Video thì